Vâng, trước mắt quý vị và các bạn cùng anh em, đó là một con khủng long. Khủng long bạo chúa luôn. Nó đúng nghĩa đèn, đúng nghĩa đèn. Súp 60. Bát 60 đấy. Súp hầm. Voi coi 126. Dòng này là neo nha anh em. Nhìn cái màng nhện của nó là khoái này. Mình thì mình cũng rất là khoái này, nhìn cái nó rất là nhiều vân luôn, 2, 4, 6, tạo độ đàn hồi tốt hơn cho cái voi coi lên xuống. Chứ nhiều con bát nó có 1, 2, 3 cái vân này, đánh rất là nguy hiểm, đánh mạnh rất dễ là bay. Từ thùng này nó hơi khó, từ neo cái này nó rất là dài. Từ cái chỗ đít của cái từ này lên đến đây nó rất là dài, và cái voi coi của nó cũng rất là dài, dài hơn hẳn so với những cái voi coi khác. Những dòng này thì hoàn toàn linh kiện, ví dụ như màng nhện voi coi là được nhập khẩu từ châu Âu, còn lại nhà máy sản xuất tại Trung Quốc, lắp ráp tại Trung Quốc nha anh em. Công suất định mức của nó là 1800W, 1800W khủng khiếp chưa. Với những cái con bát neo như vậy thì cái độ nhạy nó rất là cao và nó không có tốn men như mấy cái con bát từ thường. Độ nhạy cao thì giúp cho cái công suất đẩy ra cái men công suất của anh em nó đỡ hao công suất hơn. Và anh em ví dụ con này 1800 em dùng những con men công suất 2000W để đẩy cặp súc đôi này nó là quá ngon lành rồi. Này nó là 4 ôm, 4 ôm mà 8 là 3600W trên một cây thùng loa ở chế độ 4 ôm. Công suất định mức khủng khiếp không anh em? Súp 60 nhá, 60 đôi thì bên mình áp dụng cái dòng neo này. Chứ còn nếu mà áp dụng cái từ thường vào thì chắc là bê chết người luôn. 4 ống khiêng. Thì con này thì hai người bê là ok rồi. Cái thùng này là kích thước nó bự lắm. Cái hậu này nó 90 luôn. 90, càng là 60. Từ dưới đất lên nó là 1m2. Cái thùng này thì để nằm, để nằm nha anh em, để nằm hoặc đứng đều được hết. Đây bắt bánh xe là bắt theo kiểu đúng là chuyên nghiệp luôn. Cái bắt đằng sau này thì nó sẽ có thể tiện dụng cho anh em đi show, nhưng mà nó cũng không tiện dụng lắm cho những anh em mà hay để nằm. Tại vì bắt bánh xe đằng sau này là phải khi mình đẩy là mình đẩy ngửa cái súp lên, đẩy ngửa cái súp lên. Còn nếu mà bắt ở dưới đây thì để nằm cho mình di chuyển ok, mọi thứ mình đánh cũng dễ dàng luôn. Còn bắt bành đằng sau này theo cái kiểu bờ rồ luôn đấy thì nó cũng sẽ gây hơi khó khăn cho anh em. Đó, anh em muốn để cái chồng loa lên trên rồi anh em đẩy đi đẩy lại nó cũng hơi khó đúng không ạ? Thế nên là mình sẽ bắt bánh xe ở dưới này luôn, bắt bánh xe bên này luôn, để anh em khi mà anh em để loa nên anh em đẩy được cả cái thùng súp đi luôn. Thật sự thì mấy anh em mình bán cái thị trường này nó chủ yếu là cho anh em âm thanh đám cưới, sự kiện, kẹo kéo. Để làm như vậy thì nó sẽ rất là tiện dụng cho anh em. Và ngay sau đây bên mình sẽ ráp lại test cụ thể cái chất âm của con này, con khủng long bạo chúa này cho anh em. Thank you.
khiếp khủng luôn. Cô Ánh quay phim mà cái tóc mình đi gần vô đây nó dựng cái tóc lên luôn quý vị và các bạn. Khủng khiếp, cái tiếng nó rất là sâu. Xứng đáng cái xung nào thì cái tiếng nó rất là sâu, rất rất sâu luôn. Con này đảm bảo quý vị và các bạn đánh là chỉ có quê đấy, không quê không lấy tiền. Với cặp súp nèo này, nèo 60, voi coi 126, súp kép, súp đôi đấy. Quá dã man, quá dã man. Chiếc quay rung tay luôn. Vâng, anh em thấy cảm nhận thấy như thế nào? Cái này là mình mang ra thật sự là gần như ngoài trời, mình để ngay trước cửa này. Ngay trước cửa mình đứng ở bên ngoài này mình quay. Quê lắm anh em có dịp thì cứ trải nghiệm thực tế thì nó cũng rõ hơn. Với cái dòng súp này thì trước bên mình có quay và test ở ngoài trời, nó là cái dòng súp 50 voi coi 127. Nhưng mà cái dòng súp neo này thì cái tiếng nó sẽ sâu hơn là cái thằng súp từ thường kia chút. À, và cái cân nặng của con thùng này thì nó rơi vào khoảng gần một tạ, gần một tạ như quý vị và các bạn. Nếu mà giáp cái từ thường vào thì nó khoảng tạ 1, tạ 2 á. À, còn với từ neo thì nó nhẹ đi khá được nhiều. Nhưng mà với tầm gần một tạ thì nó cũng tương đối rồi, gắn bẫy xe và thì nó cũng cả tạ nữa. Với cái súp uy lực thì nó phải nặng anh em ạ. Chứ anh em mà cứ đòi nhẹ quá thì đánh nó không ra nổi đâu. Thùng nó bự và ván mọi thứ ke ốc ở bên trong nữa nó làm dày lên thì nó sẽ cân nặng, nó sẽ nặng hơn nhé anh em. Để một con súp uy lực thì nó phải cái gì nó cũng phải chất lượng. Ok, thì giá cặp này, giá cặp này là 30 triệu, rất là tuyệt vời cho anh em, xứng đáng đồng tiền anh em bỏ ra. Với chỉ có 30 triệu đồng thì sở hữu cặp này quá là tuyệt vời rồi. Rồi ngoài ra bên mình có những cái dòng súp đơn nữa. Súp đơn bên mình sẽ lên một cặp súp đơn voi coi 126 này, dòng neo nữa để cho anh em trải nghiệm. Ok, và với cái cặp súp kép này giá chỉ có 30 triệu đồng trên một cặp. Anh em có nhu cầu cứ liên hệ ai số điện thoại hiện trên màn hình, điện máy Ruby số 116, đường Lý Ban Bích, phường Tân Thế Hòa, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh. Xin cảm ơn anh em đã quan tâm và ủng hộ cho điện máy Ruby. Xin chào và xin hẹn gặp lại.